Trong WeChat là WeChat của mình và mình là Nai Hấp. Đến nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một thứ khá là hay trong Minecraft, đó là cửa bằng lava. Thì tại thì đây chỉ là một mô hình nước bằng nước thôi chứ không phải bằng lava, tại vì lava nó hơi lắc cho mình không có quay được với cái lava lắc cực kỳ lắc luôn, nên là mình phải đổi thành nước để cho bớt lắc. Đây sẽ test thử cho bạn xem, cái nút này hơi bị khó thấy một tí. Nên là thì mình để một cái gọi là kiểu như là cái nút dễ nhìn hơn gỗ, nhưng mà tại vì nó cũng thuộc dạng một cái cửa bí mật nên là phải để trùng hợp với cái này. Đây ấn nút thì cửa sẽ đóng lại, mở ra không có gì hết, ấn lại mở ra cửa sẽ đổ xuống, thì lava cũng tương tự sẽ đổ từ từ xuống. Ok, thì đây là mô hình máy khá là đơn giản đúng không? Cái này là của một anh nước ngoài, chỉ mình làm hay thì bị sụp lại gọi là lặp lại ở phiên bản Việt Nam đó, mình đa số là vậy không ạ. Ok, thì vật dụng của chúng ta cần cũng khá là đơn giản thôi. Giờ mình sẽ tắt cái này đi cho nó mất lắc cái đã. Đây đầu tiên các bạn cần có những vật dụng sau nước để cuối cùng đi, một khối bất kỳ, một hoặc hai khối bất kỳ đá đỏ, cái máy phân phát tông, rồi đuốc nè, còn đây nữa cái repeater là cái máy lập đá đỏ, rồi cái một cái slab bất kỳ với lại một cái nút bất kỳ luôn. Thế đúng rồi, thì cứ lấy nút đó thôi. Ok, thì đầu tiên mình sẽ để block khác màu đi cho dễ nhìn. Mình sẽ lấy cái này anh đây. Rồi ok, chúng ta bắt đầu. Rồi đầu tiên các bạn cần xây một cái khu rộng 2x5, chiều rộng là 2, dài là 5 ô. Ở đây mình sử dụng block sắt, thôi mình sử dụng block này đi, nhìn cho đẹp tí. Ok, mình thay nhanh mà. Rồi đó, sau đó các bạn đặt lên 2 ô 3, ở ô thứ 3 như thế này, đặt 2 ô này đi. Và cũng là 2x5 cái đặt thôi. Đó, như thế này. Thì tại sao đã chừa 2 ô dưới này thì lát nữa mình sẽ nói, tại vì nó có mấy đá đỏ dưới kia mà mình trồng lên thôi. Lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn cho. Rồi sau đó các bạn xây như thế này. Đó, lên như thế này và lên thêm 2 ô nữa. Đó, hãy nhìn cho nó giống như vậy. Rồi bên kia cũng tương tự luôn, như thế này. Và ở trên này các bạn lắp nó lại như thế này cho mình. Đó, chúng ta đã có một cái khung, một cánh cổng. Rồi sau khi làm xong các bạn đập hai cái block nằm ở giữa này ra, đập nó đi, xong rồi đặt hai cái bít tông dính vào, đặt hai block xuống. Và ở trên cũng tương tự, đập cái này đi. Rồi sau đó các bạn đặt hai cái máy phân phát. Tại sao phải là máy phân phát mà không phải là máy thả? Tại vì máy thả nó chỉ quăng cái vật phẩm ra thôi, chứ nó không có kiểu như click chuột phải cho mình. Nó chỉ giống như bóng quy á, thay vì bấm chuột phải là bóng quy để quăng đồ ra. Ok, thì sau đó các bạn chui xuống đây, đập hết ba cái ô dưới này đi và lắp như thế này. Đập hai cái này đi, cái bê tông nè, đặt ba cái nằm sâu vô một ô nha, để kiểu như nó đóng lại xong nó mở ra lại á. Đó, như thế này. Thì mình khuyên nên sử dụng nút đá hơn là nút gỗ, để kiểu như nó bật vô bật ra nhanh hơn á, đỡ tốn thời gian. Ok, thì đây là xong phần gọi là trang trí bề ngoài rồi. Giờ tới phần đá đỏ nè, các bạn lựa một bên, các bạn gắn nút vào, thì mình sẽ lựa là bên phải đi. Thì cái bên mà gắn nút á, thì các bạn sẽ bay ra sau lưng nó, đập như thế này cho mình một cái, hai cái nghe, hai bên dày lên lên và bullshit, mình đặt nhầm như thế này. Holy shit, dày mới đúng. Đây ok, đó thôi, đặt như thế này, đặt
cái ô này vô cũng được luôn đó. Không, cái này quên, không cần nhập. Rồi thì sau khi đặt xong các bạn đặt thêm cái slab, cái nửa miếng gạch này nè, xong rồi nối đá đỏ vào. Tại vì cái slab này nó sẽ không cái ngăn quá trình đá đỏ ngăn lại à. Quá trình đá đỏ ngừng lại ở đây, nếu mà đặt block thì nó sẽ bị ngăn lại và đá đỏ sẽ không chuyển lên được, cho nên phải dùng cái slab này nó vẫn có thể dẫn tiếp đá đỏ được, rất là tốt. Rồi các bạn đặt thêm một block ngay trên cái bê tông trên cùng để đặt cái này vào như thế này. Rồi ở đây các bạn lắp chỗ này lại như thế này đó, để cho là nhìn cho đẹp tí mà. Rồi sau đó các bạn nối đá đỏ tới đó và dừng lại. Ở dùng một block bất kỳ các bạn đặt như thế này phải đúng nha, cái này bên này mà nhẫn ra cái đặt bên này, không thôi là phải đặt ngược lại hoàn toàn tất cả luôn á, mệt lắm á. Sau đó các bạn đặt đá đỏ vào như thế này cho mình, rồi đặt đá đỏ xuống đây và tiếp tục lấy một block đặt vào đây, vào cục này nè, đú đá đỏ nè, xong rồi redstone đá đỏ vô. Ở dưới này các bạn đặt hai block ra, sau đó đập cái trong đi để nó chừa xuống một cái này. Đập cái đá đỏ thì các bạn sẽ thấy nó sáng lên, và đập cái đũa đá đỏ vô thì nó sẽ ngừng lại, sẽ không phát sáng nữa. Ok, sau khi xong thì các bạn đập một block vào, đập cái đá đỏ lên. Ở đây các bạn đập một cái bích tông và đập một cái khối bất kỳ lên. Tiếp đến ở đây các bạn cứ đập ở đây. Đó, nói chung là nối như thế này và đập một cái này, đập đây đi. Đặt cái repeater vô, tại vì mình không muốn kiểu như dẫn bằng đá đỏ, với lại nếu mà đá đỏ thì nó sẽ không vô được nên là phải dùng cái này để nó nhận từ cái bê tông này, là nó nhận cái nó truyền vô đây, nó truyền vô cái cục này, thì cái cục này sau đó đi qua đây, cái đá đỏ này sẽ dẫn vô đây nè, nó nhìn thấy được cục này đang có sự hiện diện của đá đỏ, nó sẽ nhận đẩy cục này lên nó hạ xuống liền luôn. Tại vì cái này là nếu mà nhận đá đỏ là nó chỉ đẩy lên sau nó hạ xuống liền. Ok, shit, đã xóa xuống nữa. Ok, đi đập cái mờ nó. Rồi, các bạn chỉ việc lắp cái này lại thôi, như thế này. Rồi, đó, cái máy của bạn hoàn thành như thế này. Giờ mình sẽ ấn thử nha. Holy the fuck. À đây nè, không chịu gắn ngay đây nè. Không chịu gắn ngay đó là nó bị vậy đó, đúng không ta? Đó, đúng rồi. À, phải gắn ngay đây luôn nha, nếu mà đọc đi là các bạn sẽ thấy nè, cái cục ở giữa này nó sẽ không hoạt động đâu. À, phải gắn vào như thế này, cầm nó ép người vào cờ. Rồi bước cuối cùng là chỉ cần chỉ việc bỏ nước vào như thế này, rồi đó, ấn nút ham nước sẽ đổ xuống, ấn nút đi qua bình thường, ấn nút nước sẽ đổ xuống đó, thì đơn giản. Và lava thì các bạn cũng thực hiện shit, thực hiện y chang vậy luôn, không khác gì hết. Quên mất, phải ấn nút tắt nước đi cái đã, vì cái này thì nó hơi lắc tí, cho những bạn nào máy mạnh thôi thì độ dấu nó sẽ cao hơn thôi. Đấy. Đó đó, nó sẽ đổ lava xuống từ từ như thế này, và khi các bạn ở chế độ sinh tồn game mất bột. Ô game mất không chứ. Bay qua. Rồi. Xong. Và sẽ nó từ từ, nếu ở đây chế độ kiểu như là phiêu lưu ơi. Nếu độ khó các bạn đang cao như ví dụ như normal mà các bạn lao thẳng qua cái, thì mình sẽ để cho nó hồi máu lại đầy đủ rồi đó. Sẽ làm cho bạn xem. Chết tức thì luôn. Anh nếu mà các bạn để cái màu đá giống mình á thì các bạn sẽ thấy nó gọi là nó trùng màu, nó là khó thấy cái độ mà phát hiện của nó sẽ giảm đi bớt một vài phần trăm. Còn nếu như các bạn để cái màu khác thì như thế này nè, nó là dễ bị nhìn, và người ta có thể ấn nút nhưng mà đóng nó lại, ấn nút và bỏ nó ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bay qua thử. 1 2 3. Còn có thể là không chết không, thì theo mình thấy là nó đang hồi máu rất là nhanh, mà cứ mất nửa tim mà hồi một tim cơ đó thì có thể sẽ chết nếu như đang hết thức ăn rồi. Ok,
thì video của mình cũng chỉ có vậy thôi. Ngày hôm nay thì mình phải làm mấy video liên tục để đăng cho các bạn xem, tại vì mình sắp vô năm học rồi. Và đừng quên để lại một like cho video. Nếu bạn có thấy thắc mắc điều gì thì cứ comment. Comment bạn ơi làm như thế nào. Oh, the fuck. Ấn nhầm nút quá mà. Đang nghe nhạc mà nhớ đến cái này nên làm mới quay cho bạn xem. Ok, một like, một sub nếu bạn chưa đăng ký để theo dõi thông tin kênh, like để có động lực làm thêm những video như thế này. Và đừng quên share cho bạn bè để mọi người có thể làm, mọi người có thể biết về Minecraft nhiều hơn. Bla 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 rồi là vậy. Rồi, chào tạm biệt mọi người trong phần sau của Minecraft hướng dẫn về Minecraft. Bye bye.